quay trở lại và lợi hại hơn ngày hôm qua rồi nha. Đó, thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì mình muốn thông báo hai điều đến mọi người. Điều đầu tiên đó là shop của mình hiện tại đang bắt đầu lỗ hũ cực kỳ là cao. Cực kỳ là cao luôn nhỉ anh em. Đấy, thì vì là mừng cho các bạn được nghỉ hè nên là mình tăng tỷ lệ cực kỳ là cao cho anh em ở nhà quay. Sướng cái tay luôn. Đấy, thì điều thứ nhất là shop mình lỗ hũ cao thì khuyên anh em là nhớ vào quay lấy kim cương quay đồ nhá. Đó, điều thứ hai là câu hỏi ngày hôm nay thì mình sẽ không đặt câu hỏi mà mình sẽ để ra một cái gọi là các bạn 40 bạn đầu tiên like clip của mình. À thôi, không phải 40 bạn đi, mình sẽ chọn ra 40 bạn nha. Các bạn nhớ bấm like clip của mình thì là mình sẽ chọn ra 40 bạn may mắn nhất để mình tặng quà nha mọi người. Đấy, thì ok, hai điều đấy mình đã thông báo xong. Thì bắt đầu vào cái clip ngày hôm nay cực kỳ là thú vị nha anh em. Muốn giới thiệu anh em một cái vũ khí mới đây, mình vào luôn cho anh em xem này. Vũ khí mới hôm nay mình sẽ thử test nó luôn nha. Đấy, phi đao quả chuối anh em ạ. Trời ơi, phi đao quả chuối, mình ấn xem ở sảnh chờ luôn nha, xem nó như thế nào. Úi trời ơi, anh ạ, nhìn cầm cái quả chuối nhìn cháy vậy. Quả chuối này màu vàng. Thôi bây giờ mình sẽ quyết định là kết hợp với một bộ đồ màu vàng anh em. Một cái quần màu vàng nữa. Anh em thấy cái quả chuối của mình nó có chất lượng không? Quá chất lượng luôn. Nó đẹp phải gọi là ngời ngời luôn. Rồi ok, một đôi giày màu vàng nữa là xong. Quá đẹp luôn, còn gì đâu mà để chê. Chê vào đâu được nữa, đúng không? Quá chuẩn luôn. Đúng thì anh em nhớ bấm một like nhá mà nhận quà. Úi giời, tông xuyệt tông các bạn ạ. Ok, thì chuối thì đã ở đấy và người thì cũng đã ở đây. Thì bây giờ mình thử test luôn xem là cái quả chuối này nó có lợi hại như nào nha anh em. Ok, vô luôn. Ui giời ơi, vừa vào phát đứng ở trên đỉnh trên trời này anh em. Đấy, thì ok anh em nha. Cái quả chuối nó kinh khủng quá cho nên là nó là cái phi đao này. Mình quyết định chơi cái game phi đao nha mọi người. Thôi bây giờ mình chuẩn bị phi thằng này này. Thằng này chết với mình luôn hôm nay rồi. Sống làm sao nữa đúng không anh em. Đấy, bất tử xong cái là mình đi làm chùm của thế giới này luôn rồi. Ok, xem nào, mình đang đứng ở đâu đây. Nghĩa địa anh em ạ. Sao mình có thể đứng ở nghĩa... À, rồi ôi, chưa kịp làm gì đã ném cho mình gọi bay xác luôn rồi. Rồi giờ vào đây đi tìm người để mà ném thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Để chúng con ném chết mình à. Cầm quả chuối cho anh em chiêm ngưỡng qua quả chuối này. Nhìn quả chuối này, nó vừa dài nó lại vừa to. Ôi trời ơi, chắc là các chị em mà có là thích lắm thế này. Riêng mình là mình không thích nha. Vì ấy, ăn quả chuối mà nó vừa dài vừa to thì mình nghĩ là nó sẽ rất là đau. À nó sẽ rất là ngon. Mình nhầm. Không sao, mình nhầm một chút không sao nha. Đấy. À, chưa kịp làm gì luôn, mới phi được một thằng. Tại ham nói chuyện với anh em quá hay thế. Ok, một thằng đã chết từ tay mình. Ê, à, mày đứng trên nóc nhà làm gì? Chết luôn. Mình căn với thằng trên này, mình có nhiều kill nhá. Trời ơi, thằng kia định ném mình. À đây rồi. Mày căn cái gì thế mày? Chết luôn đi. Con này nó định làm gì đây? Ê, à, nó bật lên trên kia ấy nhỉ. Ô kìa. Mẹ sư, thằng này nữa. Tao đang ngắm cái thằng kia, sao mày dám ném tao? Đây rồi. Nhìn cầm cái quả chuối này phi nhức người đó. Ui, vừa xong mình lag, mình tưởng nó không chết cơ. Rồi ok, về đi vào này. Đấy, con lại con này rồi. Này nó đi lộp mạng cho mình anh em ạ. Cho lên bảng điểm số. Chết luôn này. À, thằng áo trắng kia tao ghi mày rồi nhá. Tao đi xử lý mày hôm nay. Làm gì đây? À đây rồi. Đây rồi, mày vừa ném tao mày. Không có tuổi nha cưng. Ui, phi đao ở chỗ nghĩa địa này nó có nhiều cái chỗ ẩn nấp sướng thật sự anh em ạ. Mình thử nhảy trên này xem nó đi đâu nhá. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. À đây có một thằng đang ném. Đang ném. Mày ném ai? Tao bây giờ tao chỉ là chùm ở trên này rồi. Mày đòi ném ai? À ở trên này rất dễ chết. Vừa nãy mình đã ở trên. Mình đã ở dưới mình ném mấy thằng ở trên rồi. Nó rất dễ chết luôn nhá. Đứng đấy mà ngắm. Không chạy đi đứng đấy mà ngắm cái gì.
lộp mạng cho tao á mày. À, lại đây cái con kia dám liếm mình. Anh em xem clip đã like chưa? Like thì anh em phải like thì mình mới có động lực làm thêm nhiều clip mới. Đấy, like thì mình có khi mình còn tặng cái quả chuối này cho anh em ấy. Đúng không anh em? Cái quả chuối này hình như nó sắp ra rồi đấy. Mình sẽ tặng cho anh em nhá. Anh em, 40 anh em nào like, mình sẽ chọn ra 40 anh em. Và anh em nào mà muốn tặng kim cương thì sẽ được tặng kim cương. Còn anh em nào muốn được tặng quả chuối này thì sẽ được tặng nha. Đấy, thắng luôn rồi. Còn gì phải bàn nữa đâu. Chuối trên tay là đầu bay xuống đất ngay. Các bạn không biết tự lượng sức mình kia. Ok các bạn nha, thì vừa lại chơi phi đao ấy thì nó thắng dễ quá. Cho nên bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ vào huấn luyện để thử hỏi anh em xem là cái quả chuối vừa dài vừa to này ấy thì là nó có ok, nó có đẹp không nhá. Đấy, bây giờ vào luôn để hỏi mọi người xem là thế nào nào. Xem là mọi người có suy nghĩ giống mình không? Suy nghĩ là quả chuối vừa dài vừa to này thì chắc hẳn là nó sẽ rất ngon hay là mọi người không thích nhá. Đấy. Vào rồi, bây giờ mình sẽ vào đây mình... À, chết rồi. Hình như ở trong huấn luyện là nó không có cái quả chuối mọi người. Thế trong huấn luyện nó không có quả chuối. Nó tính sao giờ? Đúng không mọi người? Hình như trong này nó không có. Phí thế. Thôi không sao, bây giờ mình sẽ khoe cho mọi người một cái kiếm katana mà nó đổi màu xanh đỏ của mình nhá. Đấy, bình thường là nó màu xanh. Đấy, nó chuyển thành màu đỏ luôn. Kiếm mẹ qua đỉnh rồi. Đi vào trong này xem có ai có gì vui không à? Xem có gì vui mắt không à? À mày gạ cái gì? Đừng có gạ tao, tao có người yêu rồi, trời ơi. Mày gạ tao NTN còn biết nó cho mày đi đầu xuống đất đấy. Trời ơi, tao cũng không gạ mày đâu, tao chỉ muốn khoe kiếm thôi. Kiếm có đẹp hay không? Đẹp không? Giữ nhá. Ok. Mình thử lên trên này xem có gì vui không nhá. Đây trời. Nói tới nờ mà. Vãi đài thật. Có gì vậy? Vãi cái gì đây anh em? Đang định lên đây để khuya kiếm rồi mà. Em ăn chưa? À, thằng ôn con này. Vãi cả nồi. Vãi cả nồi. Vãi. Dạ rồi ạ. Đây là NTN mà. GC NTN quân đoàn cầm cầu đây. Muốn gặp em. Ơ còn đây là đứa kỳ cựu trong quân đoàn mình mà. Vãi. Đây là đứa kỳ cựu mà lúc mình tuyển nó bảo là nó tâm huyết với quân đoàn các kiểu mà. Sao thế này? Ảo thật đấy. Ế lâu quá rồi. Vãi cả trưởng. Ủa gì vậy? Mình sẽ ra hỏi nó tôi nói nhé. Hay làm người yêu anh đi. Không biết là mình đang ở đây. Chắc chắn nó không biết mình ở đây luôn. Ấn vào tên của tao xem đi. Vãi. Cốt trời. Vãi. Bây giờ mình sẽ ra.